Bảy ly hai cùng Đức Đi, cùng VVS One, cùng Barcelona và những thông số tuyển chọn. Một viên thì đưa vào trong, một viên thì đưa nhô lên trên soda. Và một cái là không có viên chủ mà chỉ có hoa thị Patek Philippe thôi. Một bộ ba sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Và chị Lăng rất mong được sự góp ý từ tất cả quý khách. Sau khi xem ba chiếc nhẫn này thì hãy cho chị Lăng biết là chiếc nào mà mình thích nhất. Chị Lăng thì thích chiếc nhẫn có viên chủ 72 Sora vì đẹp chiếu, quá trời chiếu. Còn cái chiếc nhẫn mà có viên kim cương 72 nằm bên trong á, là nó show được tổng thể của bên trong, làm ánh bóng lên logo hoa thị của Patek Philippe. Còn cái không có kim cương chủ thì những viên kim cương baguette xung quanh cũng hiệu ứng ánh sáng, làm cho cái logo hoa thị cũng rất là sáng bóng, ánh từ vàng hồng rose gold chuẩn hoa ngoại. Cái chiếc nhẫn thứ hai là chiếc nhẫn có logo hoa thị và viên kim cương chủ 72 nằm bên trong, sẽ tạo sự phản chiếu ánh sáng lấp lánh cho nguyên tổng thể, nguyên cái phần mặt của chiếc nhẫn này, đặc biệt là hoa thị của Patek Philippe. Và chiếc nhẫn thứ ba này, phiên bản thứ ba này là có viên kim cương chủ ở giữa, không có logo hoa thị, nhưng ở dưới viên kim cương chủ có những viên kim cương tròn thì lăn cho to và 6 ở ngoài, 4 ở trong, nằm ở dưới đáy của viên kim cương, hiệu ứng ánh sáng kết hợp với hiệu ứng ánh sáng từ những viên kim cương baguette lấp lánh ở xung quanh này, đánh vào, đẩy vào và tạo nên một sự lấp lánh tuyệt vời ở chiếc nhẫn Patek Philippe này. Tất cả vàng này là vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại, vàng hồng rose gold với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, nên trọng lượng vàng rất chắc và nặng. Chiếc nhẫn Patek Philippe này mình có thể đeo đơn một mình, hoặc đeo kết hợp với lắc tay, hoặc là mình sẽ đeo cặp, đeo chung với bất kỳ một chiếc đồng hồ chính hãng nào từ thương hiệu nổi tiếng khác. Sẽ đồng nhất hơn nếu như đeo kết hợp với đồng hồ Patek Philippe. Mà đúng vậy, ba chiếc nhẫn này là vị khách hàng đặt để đeo với chiếc đồng hồ Patek Philippe của mình. Vị khách có nhiều chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng lắm. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.